Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình bản tin Hoa Thịnh Đốn. Để tiếp tục, Bích Phượng có mời quý vị theo dõi chương trình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa do ông Trần Quang Duật phụ trách với cuộc phỏng vấn đặc biệt với Trung tá Hải quân hồi hưu Nguyễn Anh Tuấn về lá cờ thiêng liêng của dân tộc sau 47 năm do một vị sĩ quan Mỹ cất giữ được trao lại cho Trung tá Tuấn, Hội quân nhân Mỹ gốc Việt. Tôi là Trần Quang Duật, xin kính chào quý khán thính giả, quý chiến hữu đến với chương trình truyền hình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa của chúng tôi. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay gồm có hai phần. Phần thứ nhất là thông báo và phần thứ nhì là phỏng vấn đặc biệt. Xin mời quý vị theo dõi phần thông báo của chúng tôi. Vào ngày 9 tháng 12 năm 2017, Hội nhảy dù tại vùng Washington DC sẽ tổ chức đêm cánh hoa dù. Xin quý vị, ngày xưa mỗi lần mà nhảy dù đến thì dân chúng kêu là nhảy dù đến, và bây giờ chúng ta phải đến với nhảy dù. Mọi chi tiết quý vị xin liên lạc với Hội trưởng Trần Hồng Minh 301-910-5889 hoặc Nancy Nguyễn 703-609-1148. Phần thứ hai, Hội quân nhân Mỹ gốc Việt sẽ tổ chức cây mùa xuân để giúp tất cả các thế hệ của chúng ta đang chiến đấu khắp nơi trên thế giới. Xin quý vị hãy tiếp tay với Hội quân nhân Mỹ gốc Việt để tạo ra cây mùa xuân có ý nghĩa đặc biệt đối với con cháu chúng ta đang chiến đấu ngoài nước Mỹ hoặc trên nước Mỹ. Xin quý vị gửi chi phiếu về 2383-6200 Rolling Rose, Springfield, VA 22152. Quý vị vừa theo dõi phần thông báo của chúng tôi. Và trong chương trình phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi có mời Trung tá Retire Nguyễn Anh Tuấn đến để nói chuyện về một cái tiết mục tôi nghĩ rằng sẽ tạo cho chúng ta nhiều sự cảm động về sự tích của một lá cờ. Xin chào Tuấn. Xin chào chú và khán thính giả của đài SBTN. Chú có nghe nói là có một cái lá cờ mình gọi là origin đi, từ Việt Nam Cộng Hòa lưu giữ bao nhiêu năm đó, mà chú nghe chú rất là cảm động. Thì bây giờ Tuấn có thể kể cho quý khán thính giả thế hệ thứ nhất biết cái lý lịch của cái lá cờ như thế nào được không? Dạ. Hôm trước có một người bạn, anh ta là đại quý của lục quân Hoa Kỳ, anh ta đã giải ngũ, nhưng hai anh em vẫn còn liên lạc nhau trên Facebook. Thì có một hôm anh ta nói anh ta có quen với một người Mỹ đã từng tham chiến bên Việt Nam. Ông ta nói với người bạn rằng là ông ta có giữ được một lá cờ Việt Nam Cộng Hòa khi ông ta tới đơn vị năm 1970. Và lúc vào trong đơn vị đó thì ông ta thấy được một cái lá cờ của đất mẹ chúng ta. Thì ông ta sợ mất nên ông ta đem cất đi. Thì sau 47 năm, ông ta nghĩ rằng cái lá cờ này phải trả về cho người Việt Nam Cộng Hòa. Thì như quý vị cũng biết, Việt Nam chúng ta ở đây có cái viện bảo tàng Việt Museum ở tại San Jose. Ông Vũ Văn Lộc đã từng bảo trì viện bảo tàng trên San Jose. Nhưng mà mấy năm nay thì có thêm một viện bảo tàng kêu là Viện Bảo tàng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trước khi mà bàn về cái đó thì kính thưa quý vị đó, chúng tôi có một cái niềm hãnh diện là đây là cái lá cờ nguyên gốc của chúng ta, mà bây giờ có nhé, đây là một cái kỷ niệm vô cùng quý báu, phải không Tuấn? Dạ đúng. Thì Tuấn có ý định với cái lá cờ này như thế nào? Thì xin cho quý chiến hữu cũng như là khán giả của đài SPTN biết cái lá cờ này sẽ được để ở đâu, cất giữ như thế nào để cho xứng đáng với cái bây giờ nhìn cái lá cờ này không tìm không thể nào ra được hết. Đó, thành thì ra Tuấn có thể giới thiệu sơ sức. Dạ đúng vậy chú. Tại thì trong lúc đó chuyện người mạng đó thì nói với anh ta là bây giờ có thể gửi lên cho Viện Bảo tàng Việt Museum. Nhưng trên hang San Jose thì cái Viện Bảo tàng đó bây giờ cũng quá nhiều đồ. Còn ở dưới miền Nam Cali thì lại thêm một cái Viện Bảo tàng kêu là Viện Bảo tàng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì 3 tuần trước tôi có về miền Nam Cali để họp một buổi lễ thì có ghé qua thăm. Thì tôi nghĩ là cái lá cờ này là phải nên đem về cái viện bảo tàng đó để mà cho con cháu chúng ta. Cái viện bảo tàng này do thế hệ thứ nhất hay là sao? Viện bảo tàng này là do thế hệ 150, là những anh em của chúng tôi khoảng 40-50 qua đây lúc sau năm 1975, hoặc là những con em của những người vượt biên, cha mẹ đã từng phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Đây là thế hệ 150, làm thế hệ để bắt nối với lại thế hệ của cha mẹ.
để cho con cháu mình trong tương lai biết tại sao, lý do lịch sử tại sao chúng ta ở đất nước Hoa Kỳ này. Một cái câu hỏi rất là ấy, thì khi mà lần đầu tiên trưởng thành rồi, đeo cấp bậc của quân đội Mỹ rồi, cầm lại cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, mà cái bản gốc như thế này, thì cảm nghĩ của Tuấn như thế nào? Thì đây là lần đầu tiên tôi cầm được lá cờ của nguyên bản của đất nước, nước mẹ của chúng ta. Thì những lá cờ Việt Nam Cộng Hòa mà ở xứ Hoa Kỳ này thì đã nhiều lần cầm lá cờ đó và đã từng đeo cà vạt về lá cờ đó. Nhưng mà đây lần đầu tiên, lúc mà người bạn gửi cho tôi thì tôi từng nghĩ là một lá cờ cũng hơi nhỏ. Nhưng mà thật sự một lá cờ rất là lớn, đây là tới 7 feet, 5 feet mà có mấy chú bác đã cho coi thì nói là đây là cái cách lá cờ Việt Nam ngày xưa của mình mai những lá cờ là phải có những dây thừng giống như vậy. Từ cái màu vải đến màu sắc nó giống hệt đó. Dạ đúng vậy, rồi có những cái dấu vết ở trong đây thật sự cũng không hiểu nó như thế nào. Hội quân nhân Mỹ có việc mấy năm trước cũng đã được tặng một cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa ở ngoài Huế đem về năm 1970. Trong cái lá cờ đó lại có những vết máu. Trong lá cờ này thì không có vết máu, nhưng mà có những cái vết cũ của thời gian. Thì đây là một trong những di tích của lịch sử của như vậy đó thì Hội quân nhân Mỹ gốc Việt này đó thì kính thưa quý vị, kính thưa quý nhân hữu, có một cái may là cái lá cờ này là về đúng tay anh em quân nhân. Ngày xưa chúng tôi chiến đấu để bảo vệ lá cờ này, thì bây giờ Hội quân nhân Mỹ gốc Việt lại có hai lá cờ, một lá cờ còn dấu máu của chiến tranh và một lá cờ của nguyên thủy. Thì xin hãy trong những buổi lễ nếu được thì đề nghị với lại Trung tá Tuấn là nên nói sơ về hai cái lá cờ mà Hội quân nhân Mỹ gốc Việt đã đang hưởng thụ được cái di tích lịch sử của Việt Nam, có được không ạ? Dạ đúng chút. Dạ. Thì kính thưa quý vị, trong chương trình phỏng vấn ngày hôm nay thì có một cái điều là chúng tôi vừa ở nghĩa trang quân đội về phải không ạ? Nghĩa trang quốc gia Hoa Kỳ. Nghĩa trang quốc gia về thì Tuấn có thể kể sơ lược về cái buổi lễ sáng nay như thế nào? Thì cũng nhờ Facebook mà tôi có quen được một ông đã từng phục vụ cho đất nước Việt Nam. Ông ta tham chiến hồi năm 1968. Thì cái khóa học của ông ta thì có một người bạn là một phi công Hoa Kỳ. Trong chuyến hành quân thì chiếc máy bay bị rớt xuống. Trên đó có 4 người tất cả. Thì ngày xưa lúc đó thì không có kỹ thuật để mà tách rời những xương cốt. Thì họ đã đem về Arlington họ chôn mấy chục năm nay. Nhưng mà hồi đầu năm 2017 thì Việt Nam đã kiếm được xương cốt của ông ta. Và theo kiểm soát của DNA của gia đình thì chính xác được là đó là xương cốt của ông ta. Thì ngày hôm nay, hồi sáng hôm nay thì cộng đồng Việt Nam, những anh em trong quân đội Hoa Kỳ hoặc và là những anh em của Hội quân nhân Mỹ gốc Việt đã có mặt hiện diện để chia buồn với lại gia đình và để cảm tạ sự hy sinh của ông Trung úy Marvin Arthington. Xin kính thưa quý khán giả, kính thưa quý chiến hữu, thay mặt cho ban biên tập Người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi thành thật xin cảm ơn Trung tá Hải quân Tuấn Retire đã hiện diện trong nay, và xin Tuấn có lời chào đến khán giả. Yeah, xin chào chú và xin chào khán thính giả của đài SBTN. Kính thưa quý vị, Hội quân nhân Mỹ gốc Việt mặc dầu là mới hoạt động trong một thời gian rất gần nhưng đã tạo được một cái tiếng nói rất là mạnh ở trong cộng đồng cũng như là trên toàn thể các nước Mỹ, đã có những buổi ra mắt và trình diện thế hệ thứ nhất. Và riêng hiện tại bây giờ Hội quân nhân Mỹ gốc Việt đang làm những cái việc mà chúng tôi thấy rằng cái thế hệ chúng tôi chưa lại làm kịp. Thí dụ như sáng hôm nay ở tại nghĩa trang quốc gia Arlington, rồi lại sở hữu hai cái lá cờ thật là quý báu, coi như là một gia sản hiếm có của Việt Nam Cộng Hòa. Thì không biết nói gì hơn là thay mặt cho những người cầm súng trước năm 75, xin cảm ơn Trung tá Tuấn cùng toàn thể anh chị em trong Hội quân nhân Mỹ gốc Việt, và xin chúc Hội quân nhân Mỹ gốc Việt cũng như Trung tá Tuấn có nhiều sức khỏe để tiếp tục gánh vác những công việc ngoài cái nhiệm vụ đối với chính phủ Mỹ, còn cố gắng giúp cộng đồng người Việt có những đạt được những cái mục tiêu mà chúng tôi hằng mong muốn. Xin cảm ơn Tuấn. Cảm ơn chú. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn do SBTN Washington DC thực hiện đến đây xin tạm ngừng. Kính chúc quý vị có một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và gia đình.
Bích Phượng xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hành kỳ tới.